các bạn đang xem kênh Kim Tiền Vlog của mình. Thì bữa nay Tiền sẽ quay chợ đêm Khánh Hòa cho các bạn xem nha. Rất là đông luôn các bạn. Bé Xu đang đứng nè, rất là mệt luôn. Tiền với bé Xu vừa tới đây là cũng gần 8 giờ rồi các bạn. Là đi từ Đà Lạt qua các bạn. Đi từ Đà Lạt qua cỡ như là mấy tiếng ta, hơn 3 tiếng các bạn. Cho nên rất là mệt luôn. Nhưng bây giờ xuống chợ đêm quay cho các bạn xem nha. Ở đây có chở khách bằng xích lô rồi các bạn. Nhìn rất là lạ. Chợ đông thì có đông quá, chợ đông. Ở đây thì bán chè nè các bạn, 30.000 một ly. Ở trước người ta cũng có bán măng cục, sầu riêng nè các bạn. Đi ngang cái xe sầu riêng thơm nước mũi luôn các bạn. Bé Xu sao mặt đơ dữ vậy? Đây có bán bánh tráng nướng nè các bạn. Cũng có những gian hàng bán quần áo nè các bạn. Ở đây thì đa phần khách tham quan cũng nhiều lắm. Bé Xu nó mệt nó lắm các bạn. Ở Đà Lạt mấy ngày rồi cái đi qua Nha Trang luôn, nó hơi đuối đó. Tiền cũng đuối nữa. Trên Đà Lạt thì đang rất là lạnh luôn mà bão nữa. Tới Nha Trang thì nóng các bạn. Không khí nó khác liền luôn. Này người ta bán trang sức nè các bạn. Đó. Cũng nhiều trang sức. Bé Xu lựa cái đồ nhảy đầu này các bạn. 15.000 một cái này các bạn. Đưa cho mẹ xem một cái thôi. Để các bạn, mình để vô vậy là mình gãy cái đầu mình nè. 15.000 cái. Ở chỗ các bạn thì bán nhiêu vậy? Bây giờ Tiền mua một cái. Lấy cho con một cái đi. Tiền mua một cái này các bạn. Đây tiệm nè. Rồi gói con cái đó đi. Dạ bỏ vô bọc cho con đi. Tiền mua cái đó. Gãy đầu massage. Xu nó mệt, mặt nó nhăn ngoài. Tiền mua cái đồ gãy đầu à. Giờ Tiền sẽ đi tiếp. Ở đây thì có bán khô mực, bán mấy cái loại lương khô rồi các bạn, cà phê. Còn bên đây bán nón nè, để mình đi du lịch luôn rồi các bạn. Đó, mọi người ta đi cũng đông các bạn. Đây bên đây cũng có spa nữa các bạn. Đó. Ôi. Các bạn thấy đẹp chưa? Đấy, bạn này đưa. Ở chợ này cũng bán nhiều mặt hàng đa dạng phong phú các bạn. Bé Xu nhìn ngơ ngác luôn rồi. Đi tới chỗ nào thì lạ vậy đó các bạn. Trang sức.
Ở đây như mấy cái tiệm bán cũng giống giống nhau các bạn. Quần áo nè các bạn. Gian hàng bán quần áo. Ở đây bán đồ kimini để đi biển quá trời luôn nè các bạn. Gian hàng này bán dép cho các bạn. Đầy đủ các loại dép. Em bảo bảo đi bật xem nó chưa ra. Khu này thì bán tượng Phật. Nè các bạn. Đầy đủ luôn. Có cái nón để chữ Việt Nam nha các bạn. Đi nguyên cái chợ đêm á, nó rất là dài luôn, nguyên con đường rất là dài luôn nè. Đây cũng bán hai trang sức rồi nữa các bạn. Càng ngày khách càng đông các bạn. Đây cũng bán quần áo, đồ biển, bikini. Này có bán mắt kính nữa các bạn. Đa phần ở đây là bán quần áo thì nhiều các bạn. Ở đây thì tiện thấy khách nước ngoài đi du lịch cũng rất là đông các bạn. Cái mặt hàng thì bán đa phần đều giống nhau hết trơn á. Đi ra đây là hết con đường rồi các bạn. Tiền quay lại cho các bạn xem ha. Đó, rất là dài luôn các bạn. Phía trước thì là biển đó các bạn. Cảnh chợ đêm ở Khánh Hòa rất là đẹp các bạn. Mình đứng từ cái chỗ này nè, mình nhìn này. Đó, phía trên là cái tòa nhà nè. Rất là đẹp luôn. Rồi mình xây qua. View rất là đẹp luôn. Có tàu hết đó chứ.